Em biết à. Sợ chưa? Này sợ chưa? Để mình coi nữa. Cái tấm hình này. Rồi ngay cái chân đó, lội chân nó luôn. Ý. Đu à. Chứ nó may mắn thật sâu luôn. Ê đừng lại xíu đi. Đây, đây. Ôi còn lấy à, lấy gì chứ. Ba nhìn là ba. Hả? Sợ. Không có gì đâu, sao đâu. Thì chết bà ơi, là bà. Ủa nó sợ bà ơi. Nó cắn. Nó sợ mấy con này thôi rồi. Sợ hả? Sợ, anh sợ, anh sợ. Anh sợ, anh sợ, anh mập. Anh mập này anh sợ. Bây giờ chặn lại coi. Chặn sao? Chặn lại coi, mẹ con lấy con này đó. Đi đi, sao rồi?